trên màn hình TV xuất hiện từng video. Tôi là người chiến thắng và tôi sẽ là thủ lĩnh của nhà Trung tuần này. Sung sướng quá. Tại ngôi nhà Trung thì khá rõ là đang có hai phe. Nếu mà bây giờ mà phe của Kiki mà suốt ngày thắng thì đâu có vui đâu. Khi tôi bước sang phòng chị Cao Ngân thì không may vấp vào chiếc vali của nhóm chị Thùy Dương để ở ngoài phòng khách. Ơi. Xếp gọn cái vali vào cái này. Xếp gọn vali kia thôi. Ủa, cái này để như vậy cả tuần từ như hôm nay té. Tôi thấy rằng nhóm của chị Thùy Dương lúc nào cũng nói là họ rất là sang, họ rất là sành điệu, nhưng cách sống của họ thì thực sự không sang một chút nào. Và sau 10 phút nữa họp nhà Trung nha mọi người. Chạy nó xuống họp. Khi mà họp ra lệnh là 10 phút nữa sẽ xuống họp nhà Trung thì tôi nghĩ là ok, để xem cô gái này sẽ làm trò gì. Vietnam's next top model. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp thủ lĩnh. Và có một quy định, đó là khi thủ lĩnh cho phép nói thì mới được nói. Khi thủ lĩnh không cho nói thì không được ai lên tiếng. Ngay từ lúc đầu tiên họp đưa ra cái quyết định là không cho ai nói gì thì họp đã bắt đầu lớn tiếng. Team Sang của chúng tôi cảm thấy rất là khó chịu. Em có một lưu ý nho nhỏ. Bạn nào đó nướng bánh mì và làm hỏng không thể ăn được thì vứt vào thùng rác. Như vậy là không có tính nhân văn như nhóm chị đi đi thường nói. Bởi vì có rất là nhiều người nghèo, không phải là ai cũng được sang chảnh, không phải ai cũng có tiền để mà lãng phí mọi thứ. Trâm, này, nếu như em muốn lên tiếng thì em hãy là người chiến thắng đi. Quy định em không được nói không. Em không được nói. Có tiếp xúc với Thủy Chân rồi và không ngờ cô ấy có thể trở thành một con người trở mặt và cháo trở như vậy, luôn dựa hơi vào người khác để đẩy bản thân mình lên, tát nước theo mưa và ăn bám người khác. Vietnam's next top model. Này, cả ba người. Cả ba người đã đi đi. Mình nói là vâng chị, tụi em không sao như tụi chị. Kể từ bây giờ, nếu như ai nói, người đấy sẽ làm công việc nhà này một mình hết. Bây giờ cùng nhau nói, cùng nhau nói. Cái hình phạt của họ đưa ra là cứ mở miệng ra là bị phạt. Cái này không ai chấp nhận hết. Đây là một cái cách rất là con nít. Em xin lỗi, không nói nữa. Sáng mai chị Cao Thiên Trang nấu ăn một mình giúp em ạ. Ngày mai chị Kitty Lê sẽ dọn nhà vệ sinh hai phòng một mình. Và chị... Ôi, cái này là đúng sở trường của Kiki rồi. Và chị TD ngày mai dọn hồ bơi giúp em ạ. Ok, I love bơi. Em rõ ràng giờ ai là em, ai là chị? Chị, em chưa cho phép chị nói. Em phạt đi, phạt đi chị làm hết. Em đã phạt rồi. Phạt đi em ơi. Em không biết là hai nhóm đang có vấn đề gì, nhưng mà đây là họp nhà chung, phải có sự tôn trọng. Mấy chị cũng vậy, nghe lời thủ lĩnh nói xong rồi mấy chị có quyền nói gì cũng được. Tôi thấy thái độ của phía bên nhóm Cao Thiên Trang không được phối hợp lắm, giống như là thiếu tôn trọng. Chị cố sang chảnh như lúc mà chị tỏ ra sang chảnh, em xem nào. Đúng rồi, hạ giọng xuống. Chị gái ạ, hãy là người chiến thắng rồi hãng lên tiếng. Em đẹp lắm. Bất lịch sự, vô ý thức và rất thiếu tôn trọng người khác. Dường như là chị Cao Thiên Trang, TD và những người khác đều không hiểu điều đó và cố gắng làm lộ lên. Yên tâm đi, là em lúc nào cũng đẹp tự nhiên. Bố mẹ em sinh ra là đã như thế này rồi, chứ không cần phải sửa sang, chị hiểu không? Đúng rồi đấy, cười là phải bịt mồm vào vì sao mình không đẹp phải đi sửa mà. Tôi thì tôi rất là vui bởi vì cuộc sống trong nhà chung đã có một người thủ lĩnh chẳng ai để trọng cả. Trước 12 giờ ngày hôm nay, em muốn phòng thủ lĩnh của em sạch sẽ. Họ có nói một quyết định, đó chính là cho team sang của chúng tôi đúng 3 tiếng đồng hồ. Tức là vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm nay, chúng
chúng tôi phải dọn sạch sẽ phòng. Ok. Bây giờ mọi người có thể về nghỉ và dọn phòng thủ lĩnh sạch sẽ. Tất cả những hành động, lời nói thể hiện ở trong cuộc họp đầu tiên nhóm Cao Thiên Trang có không phục đi chăng nữa thì tất cả mọi việc cho đến thời điểm này tôi đã là thủ lĩnh nhà Trung và tôi là người chiến thắng. Vietnam's next top model. Sau 3 tiếng tôi quay lại và lúc 12 giờ tất cả mọi đồ đạc vẫn nguyên vị trí ban đầu. Mọi người không có một chút nào động thái như là đang dọn dẹp mọi đồ đạc của mình ra khỏi phòng thủ lĩnh, mà bây giờ căn phòng ấy hiện tại là của tôi. Em cho ba, các người 3 tiếng để dọn rồi mà các người chưa dọn đúng không? Vietnam's next top model. Khi mà tôi ném một số đồ ra ngoài thì Cao Thiên Trang và Kitty Lê mới bắt đầu nhúc nhích và họ sửa cồ lên với tôi. Và lúc này thì tôi mới nhận ra rằng là bọn họ chỉ chờ tôi có động thái để cho tất cả bọn họ có thể xuống vào và chửi mắng tôi. Cái ghế buồn mẹ, không có lấy. Tôi nhận ra rằng là tôi bị Kiki Lê và Cao Thiên Trang tạt nước vào người. Không có ném đồ nữa. Thằng tưởng sẽ ôm tầm tới xem. Không thể nào tưởng tượng được cô ta ném tất cả những gì mà cô ta thấy ở trước mặt mình. Ở đây là nhà chung. Em không được đụng vào đồ riêng của bọn chị. Tại sao lại có đồ? Ở đây là ôm tầm. Cái gì hai người? Mình đọc quyết rồi chứ. Cô ấy đã bảo về cái bên sofa của cô ấy đứng như thế nào. Thế nhưng đồ của chúng tôi thì cô ấy lại ném không tiếc nuối. Em hết anh ở đây. Em hết tư cách là phụ lý rồi. Em chị không có tư cách ở đây. Trong căn phòng chiến thắng lúc này quá kinh khủng. Có những con người chỉ biết chú ý đến cái miệng của mình. Sự bủa vây của 6 con người vào một cô gái. Lúc đó tôi không thể giữ được bình tĩnh cho mình và không biết làm gì tiếp theo nữa. Chỉ biết ôm hợp và ngăn cản cô ấy lại. Không cần biết, nhưng mà các chị có 3 tiếng để dọn đồ ra. Hương không hiểu lý do vì sao nhưng mà những cô gái ấy luôn cho rằng căn phòng thủ lĩnh là căn phòng của 6 cô gái ấy và không muốn rời đi ra khỏi căn phòng đó, mặc dù là thủ lĩnh đã có lệnh. Họ không tôn trọng thủ lĩnh. Vậy tại sao họ yêu cầu những người khác phải tôn trọng họ? Bình tĩnh. Nó đã cố tình như thế thì cứ để yên. Không phải tự nhiên mà cô ấy nổi nóng. Tất cả phải có nguyên nhân. Và nguyên nhân chính là do thái độ bất hợp tác. Luôn cho mình hơn người khác, luôn cho rằng mình đúng, luôn cho rằng mình sang chảnh mà thái độ sống của mình không ra gì. Của team sao?